Em ở quận mấy, anh đâu ở quận đó? Em ở quận 1. Đường gì? Đường Trần Đình Xu. Cuối đường Trần Đình Xu là đường gì? Là đường Võ Văn Kiệt. Đầu đường? Đầu đường của đường nào? Trần Đình Xu. Là đường Trần Hưng Đạo. Sai. Đường Nguyễn Cư Trinh. Sai. Đường Nguyễn Trãi. Nó có tên là con cắt bà đường. Anh muốn hỏi đường nào? Nguyễn Văn Cư. Nguyễn Văn Cư. Trần Đình Xu ra Nguyễn Văn Cừ. Trần Hưng Đạo. Trần Đình Xu ra Nguyễn Văn Cừ. Trần Đình Xu. Cô bé này không xứng đáng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bé này ở bang nào? À, là bây giờ rành nhất là cầu thủ đá nào? Hồi xưa em chỉ biết anh Quỳnh Đức với anh Hồng Sơn thôi. Anh Quỳnh Đức là anh Lê Quỳnh Đức. Anh Lê Quỳnh Đức mang màu áo số mấy? Không có, nó dễ quá. Mang màu áo số mấy? Gì vậy? Mang màu áo mà. Tại sao mỗi số là em nói chuyện kỳ cục một lần vậy? Biết Messi không? Biết. Đá cho câu lạc bộ nào hiện tại? Messi đâu có đá nữa. Trời ơi. Messi đâu có đá nữa. Trời ơi. Anh đừng có chân, đừng tranh thủ. Tại vì mùa này bò ít sữa cho nên là mấy cô gái phục vụ bia kiếm gạo. Em quan trọng có show là được à. Ngày hôm nay thưa quý vị, xin chào mừng quý vị đến với một nhân vật nữa, đó chính là Hữu Tính. Chơi luôn. Thưa quý vị, toàn thể anh chị em của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân xin kính chào và chúc quý vị sức khỏe và bình an. Hey. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Sao nay anh đọc điệu vậy? Giờ này anh nhăn điệu quá vậy? Đâu có, cái miệng anh giờ nó quen rồi. Nay đánh 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 son bóng lắm nha. Ngồi đỏ. Ngồi đỏ đó chứ. Nào có son, thấy không? Nào có son. Ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ Hữu Tính là một diễn viên rất là vui vẻ và hài hước. Vui vẻ, có những nhiều người vui vẻ và không hài hước nha. Còn Hữu Tính là sống rất là vui và đặc biệt là rất là hài hước đó. Với những vai diễn vui và hài là bên này, còn bên kia vui nhưng mà không hài. Thì ngày hôm nay Tính sẽ đến với chương trình lần thứ mấy? Dạ lần thứ hai. Lần trước là mình tham gia một cái đội thắng hay thua? Lâu quá em cũng không nhớ, thắng hay thua nữa. Mà lần đó là trong đội mình có bạn nữ nào ở đây? Có anh Dương Lan Ngọc. Trời, khỏi khỏi kệ, thua đó, bữa đó thua. Dạ. Ừ. Nhưng mà lần này không không thua đâu. Thì lần này mình có một điều gì muốn nói với quý vị khán giả không? Hữu Tính xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của Bảy Nụ Cười Xuân. Lần này là lần thứ hai Hữu Tính được quay trở lại chương trình. Hy vọng là lần này Hữu Tính cũng sẽ làm hết mình và mang lại thật nhiều tiếng cười cho quý vị khán giả. Trời ơi. Nói chuyện là thấy đàng hoàng không được. Đàng hoàng. Đâu, gửi lời chào quý vị khán giả coi Lan Ngọc. Em thì đã đồng hành cùng với chương trình được 3 mùa. Năm nay là mùa thứ tư rồi. Em rất là vui, em sẽ cố gắng hết sức mình để đem đến những tiếng cười cho tất cả mọi người. Lực thấy sao? Tôi thấy bạn đó bị không có nội tâm. Không có nội tâm. Nói chuyện không có nội tâm hả? Không có nội tâm. Nghe nội tâm nè. Cái lại, nói chuyện con. Dạ. Dạ, em là Thiên Ngân. Em đến từ Ca Lậy. Năm nay em 30 tuổi. Năm nay em 29 tuổi. Em rất vui được làm việc với các anh chị và được quý vị khán giả yêu thương. Hy vọng là mùa năm nay em sẽ thắng nhiều hơn chị Ngọc. Rồi, Vinh thấy sao? Những lời tâm sự vừa rồi. Em thấy giờ là tình cảm quá rồi, dạt dào hết rồi. Ai nói cũng sẽ hay hết trơn. Ủa, thường Thiên Ngân nói khen dữ vậy. Quá trời. Thiên Ngân, giả bộ anh Vinh em một câu coi. Không, anh không có dối lòng được. Wow. Thực sự là đã 4 mùa rồi. Và hy vọng là sẽ gặp Tính ở mùa thứ 5, thứ 6, thứ 7 gì đó. Tiếp nữa, mỗi mùa mình gặp nhau một lần là rất là vui. Cảm ơn Tính. Đó, đơn giản vậy đó, nhẹ nhàng. Tao nói chuyện với Tính rồi. Dạo này nặng nề quá ha. Cái bụng bự. Đi tới đâu nặng lúc này là giảm cân rồi. Ai cũng khen em gọn á, anh Giang thấy không, thiệt, vậy thiệt, đúng thiệt, gọn hơn kỳ trước nhiều. Thiệt. Ngày hôm nay Tính có nhu cầu về đội ai không? Có nhu cầu hả? À, hay là mình bốc thăm ngẫu nhiên? Ngẫu nhiên nhiều người hả? Anh phải để về đội của tụi em chăm sóc khách mời rất kỹ càng. Nếu bốc thăm ngẫu nhiên có nhiều điều đau đớn xảy ra. Bốc đi em. Dạ. Giống như là mình duyên và nghiệp. Đó. Dạ. À, thí dụ như qua bên anh là duyên, còn qua bên kia là nghiệp. Như vậy đó. Mời chọn số. Rồi hôm nay có thắng hay có thua gì con kia cũng mà chết.
còn số nào cũng được. Nghiệp một mà, bò. Số nào cũng là nghiệp thôi. Chà, coi chừng nghiệp nha anh ơi. Coi chừng nghiệp nha. Rớt rồi, số rớt rồi. Thằng thằng thằng. Điều anh không muốn này cũng đã đến. Và một đêm lặng thinh, chính em cũng đã đến, cũng đã đến. Anh... chúng ta chia tay. Đi chung hát chơi. Lượt về với cạch. Ra qua đây. Hạnh phúc. Yeah. Chuyện sao qua kia bên đội kia phong thủy tôi. Đội tí hơn. Đội bên này. Nếu nói về sức lực thì một mình bé Gân có thể bẻ gãy hai cô gái bên kia. Ủa vậy ai qua đội bên này? Ủa những con bò mà đội chân của mình lại về với nhau. Trời ơi trời ơi. Không mấy mình phạt luôn đi anh. Không mấy mình phạt luôn đi anh. Trời ơi, hôm nay không chơi trò chơi về sức lực. Trí tệ. Trí tệ. Trí tệ. Cho hỏi ở đây ai có trí tệ à? Chắc chắn là, chắc chắn là đây rồi. Ăn cả một bụng, cả một bầu trời kiến thức. Nhưng mà vậy thì tụi tôi có vẻ thua quá. Bận đồ mấy con bò sữa. Mà chơi trò chơi trí tệ. Không sao, hôm nay em sẽ gánh tim cho. Anh nhìn em như thế kìa. Rồi, giờ mình nếu mà chơi về trí tệ gánh tim đó, mình test trước cái ha. Em ở quận mấy, anh đâu ở quận đó? Em ở quận 1. Đường gì? Đường Trần Đình Xu. Cuối đường Trần Đình Xu là đường gì? Là đường Võ Văn Kiệt. Đầu đường? Đầu đường của đường nào? Trần Đình Xu. Là đường Trần Hưng Đạo. Sai. Đường Nguyễn Cư Trinh. Sai luôn. Đường Nguyễn Trãi. Nó có tên, con cắt bà được. Anh muốn hỏi đường nào? Nguyễn Văn Cư. Nguyễn Văn Cư. Không. Trần Đình Xu ra Nguyễn Văn Cừ. Trần Hưng Đạo. Trần Đình Xu ra Nguyễn Văn Cừ. Trần Đình Xu. Cô bé này không xứng đáng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bé này ở bang nào nữa? Đó là đường cao má nhạ. Thôi đừng nói thêm nữa. Thì nói chơi vậy thôi chứ mình hôm nay mình đâu có đối về những con đường. Ủa vậy chứ là đường gì? Đúng Nguyễn Trãi đó. Thì nãy nó có người nói Nguyễn Trãi đúng rồi. Nhưng mà. Nhưng mà bạn ấy là trả lời 3-4 lần. Không phải, anh hiểu không? Con đường nó dài, nó cắt ba cái con đường kia mà từ nhà em ra là nó đầu đường của em. Thì là sao? Đường Trần Hưng Đạo. Em được quyền biết cái đầu đường hả? Em biết đầu đường của đường em là đường Trần Hưng Đạo đó. Thế xong có thấy đội mình bị phạt liền. Bây giờ nè, trong tất cả các lĩnh vực ở trên cuộc sống em rành nhất cái gì? Nghiêm túc. Ngân rành nhất tình yêu. Đúng đúng, em đang định nói em rành nhất về tình yêu. Tình yêu là gì? Tình yêu là gì? Chết trong lòng một ít. Chết trong lòng một ít. Xài bét vỗ tay cái gì? Vậy anh hỏi tiết lộ tình yêu thì tiết lộ ra lời khác thì đó đâu phải là tình yêu. Thì tình yêu mỗi người mỗi khác mà anh. Thì em phải trả lời như nào? Phải trả lời đi, tình yêu là gì? Mà thế giới phải khóc khi tình yêu vỡ tan tành. Phải ở trong tim. Phải ở trong tim. Thôi chơi đi anh ơi, chơi đi. Anh thật sự chán nản. Anh thật sự chán nản luôn á tính. Chơi đi, dạ. Chị Ngọc nhắc phải làm khách mời tuột bút quá. Mời mời. Hên lại bóng số 2 đó. Đó, thấy chưa? Nhờ em mà bây giờ khách mời người ta nói hơn, người ta bóc số 2. Thưa quý vị, ngay bây giờ là trò chơi đầu tiên. Wow! 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 Vỗ tay đồng nhiệt! Wow! Wow! Quá trời quá đất! Sao? Sao? À, thưa quý vị thân mến, chúng tôi vừa nhận thấy một cái sự gọi là va vấp của Thúy Ngân. Vì sao vậy ạ? Dạ đâu có, em thấy bài bản quá trời. Không, có thể em thấy bài bản nhưng mà Tiến Luật không hài lòng với sự bài bản đó. Đúng, tôi góp ý Thúy Ngân và cả Lâm Vĩ Dạ luôn. À, cả Lâm Vĩ Dạ nữa. Cả Lâm Vĩ Dạ hồi nãy nhúng hơi bị lé nhẹ chút xíu với tôi. Cho nên là tôi với Dạ nãy là hơi chật nhịp và mong quý vị khán giả bỏ qua cho. Không sao quý vị ạ, đây thật sự chúng tôi cũng chỉ là những người diễn viên, những người ca sĩ, những người nghệ sĩ luôn học hỏi mỗi ngày. Cái gì chưa được thì mình học cho được. Và cũng năm mùa rồi thì Ngân vẫn chưa học được về nhịp nha mọi người. Không, em nhảy hồi nãy, anh đếm lại em nè. 1, 2, 3. Sai rồi đó Ngân, sai rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Được. Rồi, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Khúc giữa mình nhịp cái nữa. 1, 2, 3, 4. Thì nó mới vô. Rồi lại nè. 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. Anh đếm kỳ quá à. Thưa quý vị, có những điều mà chúng tôi xin phép nói dùng cái từ là đừng cố gắng, chỉ mang lại đau khổ cho nhau thôi. Từ số sau thì chúng ta sẽ để Ngân vào một vị trí riêng. Ví dụ như mình làm, mình nhảy xong hết, Ngân chỉ đi ra.
là xong. Đó, hợp lý không? Anh em tập nhảy cũng cực. Người đau thương nhất trong cái vấn đề này là Lâm Vinh Hải. Lâm Vinh Hải. Vì đó. Hải là người biên đạo cho tất cả các tiết mục mở màn. Không có, anh Hải anh khen em dữ lắm. Khen em dữ lắm. Hết hồn hết vía. Hết hồn hết vía. Ủa, gì vậy? Có gì vậy? Có gì vậy? Còn chí em. Ủa, bé Ngọc bắt cọp sao? Quý vị có biết ai không ạ? Đó chính là Ninh Như Lan Ngọc. Mời bước vào bên đây. Đó, đội hình 6 người của Bảy Nụ rồi. Thì xin giới thiệu luôn, hôm nay xuất hiện khách mời là Chris Phan. Không, anh nói sao chứ Chris là như đội hình chính rồi đó. Wow. Chơi 3 mùa rồi. Tới với chương trình này thì em hứa là sẽ chơi hết mình. À, thưa quý vị thân mến, bài mở màn nào cũng có một cái chủ đề nhỏ mà chúng tôi gửi gắm thông điệp vào đó. Ví dụ như hôm nay là tất cả anh em đều mặc đồ của con cọp, đại diện cho gọi là sự mạnh mẽ của con thú trong khu rừng. Thì cũng mong là mọi người chung tay để bảo vệ động vật hoang dã, cũng như quý vị nhìn thấy xung quanh đây là một màu xanh. Chúng ta bảo vệ cuộc sống thiên nhiên, đó chính là bảo vệ cho cuộc sống của chúng ta. Và năm 2022 cũng là năm Nhâm Dần. Nhâm Dần. À, thưa quý vị thân mến, quý vị đang đến với chương trình gì ạ? Bảy Nụ Cười Xuân. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và thưa quý vị thân mến, buổi tối ngày hôm nay chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con cọp đang xuất hiện trên sân khấu. 7 con cọp. Đúng, 4 con cọp là nam và 3 con cọp là nữ. Thì chúng ta sẽ chia ra hai đội. Chúa tể Sơn Lâm, cho nên chơi những trò chơi mạnh mẽ, tôi muốn bắt con cọp Vinh. Tại sao anh bắt? Tại vì chơi những trò chơi mạnh mẽ thì anh với em mà hợp lại thì ai mạnh bằng nữa. À, anh muốn bắt ai? Cho một đội Vinh. Ai cho anh được bắt anh Vinh? Vậy em muốn bắt con cọp nào, em nói đi. Với sự nhanh nhẹn và thông minh của anh ấy, anh sẽ không chọn anh. Tại vì chọn anh là gánh nặng cho anh rồi sao? Trời ơi. Thế thì chúng ta sẽ bắt con cọp Vinh. Chúng ta sẽ gọi là công bằng, bốc thăm chia đội. Đúng vậy, bốc thăm chia đội đi. Đây. Ghê ghê. Chris, cái nào không có chị dạ anh? Cái nào sao dạ sao dạ? Thì có thế nào cũng gặp chị. Thế nào cũng gặp cọp chị. Cọp mà hai con làm sao mà đấu. Trời ơi rớt. Mở đi ạ. À, chúng ta chờ xem ai sẽ về đội của ai. Chung số sẽ về một đội. Ủa? Em đã nói là định mệnh anh ạ. Wow. Còn gì mà chơi nữa. Không thể tin, đây là lần đầu tiên trong chương trình sau nhiều mùa bốc thăm mà không cần xếp đặt. Ai ở đâu là chung đội ở đó. Cái miệng linh ghê luôn. Quá ghê rồi. Vậy thì ngày hôm nay thì Ngân ạ. Cỡ nào mà thua nổi. Bên tôi có một con cọp sợ rắn, một con cọp tiền đình, một con cọp vì tuổi già sức yếu, ba con cọp. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy là lực lượng tương quan thì có vẻ hơi nhỉnh về đội chúng ta. Bên đây có sức mạnh, tuổi trẻ, có gian xảo và có vững chãi. Bên đây có già cỗi. Bên đây có bệnh gút, thoát vị địa đệm. Rồi bên kia là hả? Mạnh mẽ. Con cọp mạnh mẽ sơ động mạch giữa. Thì khả năng là tương đối cao. Đây là những cọp ở trong rạp xiếc, bị nhốt, bị cụp, mua vui. Con cọp ở trên núi. Đúng. Tự do thiên nhiên hoang dã. Bây giờ chúng ta thử test cọp khách mời. Em giỏi nhất là khí cạnh nào? Dạ đá banh. Bây giờ hỏi là Tiến Linh á, được sinh ra ở đâu? Em không biết quê. Dạ yếu. Nghe anh hỏi Lan Ngọc là một người không biết gì bóng đá nè. Dạ. Cristiano Ronaldo đá Việt Nam, đá nước ngoài. Nước ngoài. Trời ơi trời. Không biết có gì về bóng đá. Rồi tôi hiểu rồi, tôi hiểu làm sao tôi thua rồi. Con cọp giữa ưu ái ba con cọp kia. À, Lâm bây giờ rành nhất là cầu thủ bóng đá nào? Hồi xưa em chỉ biết anh Quỳnh Đức với anh Hồng Sơn thôi. Anh Quỳnh Đức là anh Lê Quỳnh Đức. Anh Lê Quỳnh Đức mang màu áo số mấy? Không có nói dễ quá. Mang màu áo số mấy? Màu áo gì vậy? Mang màu áo mà. Tại sao mỗi số là em nói chuyện kỳ cục một lần vậy? Anh đừng có chân, đừng. Mang anh Lê Quỳnh Đức hồi xưa đá vị trí nào? Tiền đạo ạ.
Tiền đạo gì? Cánh. Cấm. Tiền đạo cao cấm. Yếu nha, yếu. Nghe tôi hỏi Thúy Ngân nè. Dạ. Một người không biết gì về bóng đá nè. Vâng. Đúng chưa? Vâng. Biết Messi không? Biết. Đá cho câu lạc bộ nào hiện tại? Messi đâu có đá nữa. Trời ơi. Messi đâu có đá nữa. Trời ơi. Em nhớ Messi mới đạt quả bóng vàng. Đúng thứ rồi. Mấy? Thứ mấy? Thứ mười mấy? Thứ mười mấy? Trời ơi. Messi đoạt quả bóng vàng thứ mười mấy? Quả bóng là... vàng chứ phải quả cam quả mít đâu mua là có. Em nhớ là Messi dắt cả gia đình đi lên thảm đỏ để chụp hình. Em cứ nghĩ là không có còn đá nữa. Mày đưa ơi, giúp giùm anh. Thôi mà. Khả năng là hôm nay chúng ta sẽ không dám chơi trò chơi về bóng đá bởi vì đợi mình chắc chắn không biết gì hết trơn. Đúng rồi. Ôi Messi lạnh mười mấy quả bóng vàng. Đó, thế thì hôm nay riêng về bóng đá là không chơi. Chết rồi. Là coi như là một phần của đội mình là coi như là không dùng được. Nhưng mà không sao đâu, biết được trong chương trình đang sắp xếp một trò chơi và cân bằng cho cả đội bên. Và bây giờ là trò chơi đầu tiên của 7 nụ cười.